Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào anh Vũ. Chào Ngọc Hương. Ngọc Hương xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Vũ ơi, xem em có quà gì cho anh nè. Quà em xách cái gì mà khệ nệ vậy? Để anh xem. Wow, xoài sao nhiều thế? Em biết không, xoài này là xoài cát Hòa Lộc. Ủa sao anh biết vậy? À, các bạn có biết không, xoài cát Hòa Lộc thì thường có trái thon nhỏ như vậy, có trọng lượng khoảng từ 350 tới 450 gram. Và xoài cát Hòa Lộc thì khi ăn thì thấy sớ mịn, ít sơ và đặc biệt là có vị ngọt liệm và rất là thơm nữa. Và bây giờ nhân sẵn có mấy trái xoài xanh còn giống dốt của Ngọc Hương đem tới, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn một món ăn được sáng chế theo cái phong cách gọi là đông tây kết hợp đó. Đông tây kết hợp ha. Anh có nghe lạ không? Nghe lạ quá chừng lạ luôn. Ủa mà món gì vậy? Được rồi, món của tôi muốn hướng dẫn ngày hôm nay có tên là gỏi xoài tôm. Và để chuẩn bị nguyên liệu cho món gỏi xoài tôm thì chúng ta cần có, trước tiên chúng ta có hai trái xoài còn chín dốt. Thì xoài này chúng ta có thể mua được xoài cát Hòa Lộc thì ngon, hoặc chúng ta có thể mua xoài gòn cũng được, Ngọc Hương à. Dạ. Kế tiếp chúng ta có tôm sú thì khoảng 200 gram. Ngoài ra thì chúng ta còn có hành tây, ớt sừng, ngò rí, hành tím, thì là gừng gọt vỏ, húng lủi. Còn gia vị thì chúng ta có tương cà, tương ớt, mùi tạt vàng. Và kế tiếp chúng ta có hạt nêm, giấm gạo Lisa và một gia vị nữa để làm cho món sốt chúng ta được ngon và hấp dẫn. Đó chính là sốt mayonnaise Lisa. Chắc chắn rồi, chúng ta còn có những gia vị khác như là muối, tiêu, đường và nước mắm. Các nguyên liệu đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm món gỏi xoài tôm. Chính xác. Trước tiên thì Ngọc Hương luộc giùm anh tôm nha. Dạ. Thì anh sẽ cho hành tím vô trước. Trong khi chờ nước sôi thì tôi sẽ cắt xoài. Trước tiên chúng ta phải cắt lát dày khoảng cỡ 2mm. Sau đó chúng ta cắt sợi. Đây là xoài tôi đã cắt sẵn. Cho thêm cái phần hồi nãy anh vừa cắt vào luôn. Dạ. Nước sôi quá chừng rồi nè, anh Vũ cho hạt nêm ăn xiên ngon vô đi. Rồi, chúng ta cho khoảng 1 muỗng hạt nêm vào. Dạ, em rồi, cho bây giờ tôm cho vô tôm nha không? Cẩn thận nha. Đúng rồi. Trong khi chờ tôm chín thì tôi sẽ cắt tiếp hành tây. Chúng ta cũng cắt thành những sợi. Gừng tôi cũng sẽ cắt sợi. Anh Vũ ơi, tôm như vậy là được chưa anh? Đúng rồi. Cho vô một tô nước lạnh đúng không? Chính xác. Ớt tôi cũng cắt sợi. Em lột tôm giúp anh nha. Rồi, em lột giúp giùm anh. Mình bỏ đầu bỏ đuôi luôn hả anh? Không, giữ lại đuôi Ngọc Hương à. Còn rau thơm tôi sẽ cắt nhỏ. Hành tím thì tôi cũng sẽ xắt lát. Sau khi tất cả nguyên liệu chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ tôi sẽ ướp xoài. Riêng trong món này thì tôi sẽ ướp muối, không ướp đường như những món gỏi khác. Ủa, vì... tại sao vậy anh Vũ? Vì anh muốn cân bằng cái vị chua, dạ, cũng như vị ngọt của xoài, mình cho xíu mặn mặn vô để, dạ, xoài nó được thấm gia vị. Dạ. Bây giờ sẽ cho hành tây, hành tím, ớt sát sợi, gừng sát sợi. Và tôi ướp vào đây khoảng 1 muỗng cà phê muối. Rồi tôi sẽ ướp khoảng chừng... để 10 phút cho xoài và các gia vị được thấm. Các bạn lưu ý là không nên ướp chung với rau thơm để khi nào trước khi chúng ta trộn gỏi thì chúng ta mới cho vào. Tôm em lột xong rồi, rất là đẹp. Bây giờ để anh chỉ em cách lấy chỉ lưng nha. Em dùng mũi dao gạch từ đầu đến đuôi tôm như vậy. Đó, em thấy cái chỉ lưng đen chưa? Mình phải lấy sạch ra như vậy. Đó, xong. Trước khi pha nước trộn gỏi thì anh sẽ chỉ em pha cái nước sốt để ăn chung với tôm. Hay quá, món gỏi này mà còn có món sốt ăn kèm nữa chứ. Em mới nghe lần đầu luôn á anh Vũ. Đúng vậy, chúng ta cần khoảng 4 muỗng canh sốt mayonnaise Lisa. Kế tiếp chúng ta cho khoảng 1 muỗng sốt tương cà. Tương ớt cho khoảng 1/4 muỗng là vừa. 1/4. 1/4 muỗng là vừa. 4 muỗng sốt mayonnaise, 1 muỗng tương cà và 1/4 muỗng tương ớt. Chưa hết đâu em. Còn nữa hả anh Vũ? Đúng vậy, một chút mùi tạt vàng các bạn à. Một chút mùi tạt vàng khoảng chừng một đầu muỗng như vậy. Ta cho vào và quậy đều lên. Kế tiếp, chắc chắn rồi, để làm món gỏi thì chúng ta sẽ không thể nào thiếu nước trộn gỏi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm nước trộn gỏi cũng rất là đơn giản ha. Chúng ta chỉ cần có giấm, đường và nước mắm. Trước tiên thì tôi sẽ pha 1 muỗng canh đường, nửa muỗng canh giấm,
và nửa muỗng canh nước mắm. Món này chúng ta không nên cho nhiều nước mắm quá vì sẽ nồng thì vị nước mắm thì sẽ không ngon. Dạ. Sau khi nước trộn đã hoàn tất, chúng ta sẽ tới khâu cuối cùng, đó là trộn gỏi. Đúng vậy. Chúng ta sẽ cho rau thơm, cho nước trộn gỏi vào. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều lên. Ủa sao anh không cho tôm vô trộn luôn hả anh Dũng? Đây, đó là cái sự khác biệt của món gỏi này đó em. Dạ. Tôm là chút xíu anh sẽ để mình ăn chung với cái sốt mayonnaise hồi nãy mình pha đó. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cho ra dĩa, múc xòi ra, chúng ta để xòi vô trong chính giữa dĩa. Anh sẽ sắp tôm hai bên cạnh dĩa đó. Anh sẽ làm cho em một phần ăn thử nha. Dạ. Và một chút sốt cocktail trên mặt như vậy. Đó. Mời em. Quý vị khán giả thân mến, cảm nhận của Ngọc Hương về món gỏi xoài tôm đó là vị chua nhẹ của xoài, vị ngọt của tôm và vị béo của sốt mayonnaise. Tất cả đã hòa quyện nên một món ăn vô cùng hấp dẫn và lạ miệng. Vậy thì còn chờ gì nữa? Quý vị hãy vào bếp và trổ tài. Chúc quý vị thành công. Còn bây giờ, Ngọc Hương và anh Vũ xin được chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương trình lần sau, được phát sóng vào lúc 11:50 trên kênh HTV7. Xin chào!